Dạ rồi, ok, hello anh em, lại là em Kiên đây. Chúc anh em một ngày mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thật nhiều điều tốt lành ha. Anh em mình đừng quên là số điện thoại của em Kiên chỉ là một số điện thoại duy nhất thôi ha, là 0767608997, cũng đồng thời là số Zalo của em Kiên luôn. Trong buổi live ngày hôm nay, em Kiên sẽ mang đến cho anh em những quần áo M65 ha. Nếu mà theo em được biết thì hôm nay thì gần như là cái độ lạnh đó nè, ở những vùng ngoài thì nó tương đối là nó cũng đã bớt rồi, nhưng mà về cái cơn sốt của áo M65 thì nó vẫn chưa hạ nhiệt ha. Hôm nay em sẽ mang lên cho anh em 3 size, size S, size M, size L, hàng chuẩn cấp phát nha. Rồi, nếu anh em có yêu thích video thì em Kiên xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn sự đồng hành của anh em trong thời gian vừa qua ha. Rồi, đầu buổi live ngày hôm nay em Kiên sẽ mang lên cho anh em một quần áo M65. Phải nói là một quần áo M65 này là nó không dành cho số đông ha. Không dành cho số đông. Lý do tại sao mà em nói là không dành cho số đông ha, thì đây, trước mặt anh em là một quần áo M65 size large, con này là size large regular anh em ha. Đây, con này là size large regular nè ha. Rồi, trước mắt là cho anh em mình chiêm ngưỡng về con áo trước ha. Vậy đây, đây, con này là size large regular ha. Tất nhiên là con này thì tất nhiên là nó không dành cho số đông rồi ha. Nếu mà nói về size large regular này là phải cho anh em là từ 75 đến 80 hoặc là 85kg thì mặc nó sẽ ok hơn ha. Bình thường thì đối với những anh em mà 75kg thì mặc size medium là vừa rồi. Nhưng mà cũng có một số anh em 75kg nhưng mà thích mặc rộng rãi hơn một chút xíu, không thích mặc size medium, thì con này sẽ là một sự lựa chọn của anh em ha. Giá cả thì cũng phải nói là rất là hợp lý cho anh em mình trải nghiệm ha. Rồi, trên tay em Kiên đang cầm là một con áo size large regular ha. Con này là được sản xuất năm 1982 anh em ha. Dạ đây. Rồi, chữ còn tương đối khá là sạch sẽ ha. Đây nó ghi đây ở trên này nó chỉ ghi một cái tên tầm bậy tầm bạ thôi ha. Còn đây là về cái chất tem thì nó còn tương đối khá là sạch sẽ ha. Rồi, con này là được sử dụng chất lót là chất lót của Caro ha. Rồi, 1982, sử dụng hệ khóa là khóa Scoville huyền thoại ha. Rồi, cho anh em coi về cái phần chân khóa nè. Giờ đây, chân khóa con này thì còn tương đối khá là mới ha. Em Kiên sẽ cho anh em mình xem về phần tổng thể bên ngoài trước, rồi em Kiên sẽ cho anh em xem về phía bên trong ha. Rồi, về phần cổ nè, cho anh em mình coi về cái phần cổ ha. Phần cổ con này thì còn tương đối khá là sạch sẽ anh em ha, chưa có bị vấn đề gì mà gọi là bị dơ hay là bị nếp gấp gì hết ha. Đây, con này màu của nó là màu ô liu ha, mà được cái là nó đều từ trên xuống dưới hết luôn ha, nó không có sẫm như là cái màu 567. Dạ rồi, cho anh em coi về chân khóa nè. Chân khóa con này thì còn tương đối khá là mới, khá là ok ha. Dạ đây. Dạ rồi, cổ đồ ok hết. Rồi, cho anh em coi về cái phần nắp túi nè. Đây, đây nè, màu ở phía này và màu trên này nó trùng nhau anh em ha. Đây nè, nó không có bị vấn đề gọi là bị bạc màu ha. Rồi, được cái con này là màu đều từ trên xuống dưới, được sản xuất năm 1982 ha. Rồi, cho anh em coi về cái chữ V nè. Chữ V con này thì nó chỉ là bị một cái vết hằn rất rất nhẹ thôi ha. Rồi, miếng dán nè, ok, sạch sẽ hết ha. Rồi, dây rút bụng và dây rút eo còn đầy đủ và nguyên zin hết ha. Nón, nít còn tất cả còn đầy đủ hết. Rồi, cho anh em coi về mép line nè. Mép line con này thì chưa có dấu hiệu gọi là bị cũ hay là bị tươi gì hết ha. Đây, độ mới con này em Kiên đánh giá cũng phải cỡ 95% á, 95% ha. Rồi, mức giá con này em Kiên bán chỉ là 3.500.000 thôi ha. Rồi, giờ em Kiên mặc lên form thử cho anh em mình coi nè. Em Kiên là 75kg, cao 1m73 ha, thì mặc con này nó sẽ như thế nào ha. Nếu về cái số size large regular này á, cho anh em nào thể trạng từ 70, nếu mà mặc đẹp cho em Kiên nha, là cỡ tầm 78 đến 85 cân là mặt đẹp.
còn anh em nào mà thích kiểu như là thích bông chen á thì cỡ tầm 75 thì mặc sẽ ok ha. Đấy, anh em mình thấy em kiểu mặc không? Em là thích mặc, nếu mà nói về cái size mà em thích mặc nhất là một là medium regular ha, hai là size large short hoặc là large regular ha. Em kia là cao 1m73, nặng 75kg ha. Mặc con này nó là như thế này, mặc con này nó là như thế này ha. Anh em nào mà cao tầm cho anh em nào cao tầm 1m7 ha, nặng tầm 78 đến 85kg, mặc đẹp cho em kia con này ha. Rồi con này tổng thể màu từ trên xuống dưới không lỗi lầm, không thùng rách gì hết ha, không lỗi lầm, không thùng rách gì hết ha. Đây rất là ok ha. Rồi con này độ mới của nó là cỡ tầm 95 94 95% ha, đều từ trên xuống dưới luôn. Vậy kiên con này em kiên bán mức giá là 3.500.000. Và em kiên sẽ đo về thông số cho anh em mình coi ha. Hồi nãy em có thấy một cái dấu dơ bét bằng một cái hạt gạo thôi, mà đó là cái dấu dơ ha. Mà em thấy ở ngay cái chỗ nào nè. Giờ đây, ở phía dưới cái cùi chỏ phía bên này nè, phía bên tay trái ha, thì nó bị một cái vết dơ. Cái vết dơ này em nghĩ là anh em mình và anh em mình có thể giặt được ha. Đây là vết dơ, một cái chấm bằng một cái hạt gạo thôi ha. Rồi, con này em kiếm bán với mức giá là 3.500.000 cho một con áo size large regular, một con áo không dành cho số đông ha. Rồi, 3.500.000, anh em ơn chốt cho em kiếm con size large regular này ha. Giờ em kiếm sẽ đo về thông số cho anh em mình nè. Dạ rồi, vai của con này là 55-56 ha, vai con này là 55-56. Chiều dài lưng của con này ha là cỡ tầm 78-79 ha. Tay của con này là rơi vào tầm 65. Anh em nào mà cỡ tầm 78-85, 1m7, mặt cực kỳ đẹp trên kia nha. Rồi 3.500.000, anh em nào quan tâm có thể nhấc máy alo cho em Kiên ha. Tổng thể con áo đẹp đẹp ha, không lỗi lầm, không thun rách, chỉ bị một cái vết dơ ở dưới phía cùi chỏ bên này bằng một cái hạt gạo thôi ha, còn lại là con áo đều trơn xuống dưới hết. Rồi 3.500.000, anh em nào quan tâm có thể nhấc máy alo cho em Kiên để số điện thoại phía dưới này ha. Rồi con áo thứ hai em Kiên muốn mang lên cho anh em là một con size small regular ha. Con này là được sản xuất năm 1000. Dạ rồi, con áo thứ hai em Kiên muốn mang lên cho anh em là một con áo M65, được sản xuất năm 1969 anh em ha. Trên tay em Kiên đang cầm là con áo size small regular ha. Rồi, 67 là màu xanh ngọc nè, 68 xanh ô liu, và đặc trưng của màu 569 là màu xanh cỏ ha, xanh cỏ lợ á. Rồi, đây kia sẽ cho anh em mình xem ha. Rồi đặc trưng của dòng 569 nè, khóa Scoville ha. Rồi cho anh em mình coi về chân khóa nè, chân khóa con này thì còn tương đối khá là ok ha, chân khóa con này thì còn tương đối khá là mới. Rồi con này là size small regular, được sản xuất năm 1969 đến từ nhà thầu Alpha Industry anh em ha. Rồi cho anh em coi về phần lai cổ nè, lai cổ con này thì còn tương đối khá là sạch sẽ anh em ha. Rồi bên này cũng vậy, lót bên trong con này là được sử dụng chất lót và chất lót của Boplin ha. Đây, cổ con này thì còn tương đối khá là sạch sẽ ha. Đây, em coi từ trên xuống dưới giúp giùm em kia ha. Rồi cái thứ hai em kia muốn cho anh em mình xem là phần phía dưới nắp túi ha. Đây nè, màu trên này với màu trên này trùng nhau ha, chất vải sơn ngang cực kỳ đâm dày luôn ha, con này đâm dày lắm, dày cực kỳ luôn ha. Đây. Rồi, bản tem hướng dẫn sử dụng nè, vẫn còn đầy đủ ha. Rồi, dây rút eo và dây rút bụng vẫn còn đầy đủ anh em ha. Rồi, độ mới con này em Kim đánh giá là cỡ tầm 94-95%, từ trên xuống dưới đều hết, từ trên xuống dưới ha, không lỗi lầm, không thủng rách một chỗ nào hết. Con này chiều dài vai, chiều vai của nó ha, và qua cho anh em mình coi về cái chữ A và cả cái chữ V nè.
đây. Chi A con này thì còn tương đối khá là sạch sẽ anh em ha. Đây là tay bên phải nè. Rồi. Tay bên trái nè. Đây. Tay con này thì còn tương đối khá là sạch sẽ ha. Rồi, đối với size small regular này là cho anh em nào mà có sở hữu được cái chiều cao mà cao tầm 1m68 trở lên. 1m68 trở lên ha thì mặt nó sẽ tương đối hài hòa hơn ha. Rồi. Con này em Kiên bán cho anh em chỉ với mức giá là 5 triệu thôi ha. 95%. 5 triệu đời 1969 ha. 5 triệu. Vai con này ha, vai con này là 48 49 ha. Chiều dài lưng là 76, 77 và tay là 61 ha. Anh em nào mà cỡ tầm 65 đến 70 kg, cao tầm 1m69 đến 1m70, 1m71 ha. Là mặt rất là đẹp cho em Kiên con này rồi ha. Rồi con này là đẹp đều từ trên xuống dưới luôn. Nón nít, dây rút con này đủ hết ha. Không phải làm không thùng rách. Đều từ trên xuống dưới hết. Ây da, small này hơi nhỏ nha. Em Kiên 78 kg, nhét con này vô nó hơi bị kích. Dạ rồi, hỏi anh em thấy em Kiên mặt đẹp không? Rồi anh em nào quan tâm nhấc máy alo cho em Kiên để được sở hữu một con áo M65 được sản xuất năm 1969 ha. Rồi 5 triệu không lỗi lầm, không thủng rách gì hết ha. Rồi khi mà anh em mua hàng của em Kiên, anh em nhận hàng, nếu những cái lỗi đó mà em Kiên không báo trên like mà anh em nhận hàng, anh em phát hiện lỗi, quay hàng về giúp cho em Kiên ha. Em Kiên sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với anh em. Thế ra anh em mình mua hàng của em Kiên thì anh em mình cứ an tâm ha. Rồi 5 triệu anh em nào quan tâm nhấc máy alo cho em Kiên con này ha. Đời năm 1969. Con này rất là đẹp ha. Rồi em Kiên sẽ tiếp tục lên con cuối cùng là em Kiên xin nghỉ like ha. Rồi trước mặt anh em là một con áo M65 được sản xuất năm 1982 ha. Con này là màu, con này là được sở hữu cái màu là màu xanh tươi lưu ha. Vậy đây. Được cái tem con này nhìn còn tương đối khá là sạch sẽ ha. Vậy đây. Được sản xuất năm 1982. Chất lót là chất lót của Caro ha. Con này là nếu mà để xét về cái màu này, cái màu nó như là cái màu của con M65 mà đời 568 vậy, màu xanh ô liu ha. Vậy đây. Con này là size medium short. Size medium short ha. Phải cho anh em nào cỡ tầm 70 đến 75 kg, bon chen 78 kg là mặt đẹp trên Kiên con này ha. Và anh em nào mà thuộc diện thấp người á, 1 mét tầm 1m67 quay đầu là mặt ok con này rồi ha. Rồi, chân khóa con này còn tương đối khá là mới ha. Ở đây. Dây rút nè, còn đầy đủ hết ha. Ở đây cho anh em mình coi cái lai cổ nè. Con này là size medium short ha. Con này là size medium short anh em ha. Ở đây. Chữ V nè. Rồi con này em Kiên bán với mức giá là 3.500.000 ha. 3.500.000. 3.500.000 ha. À đúng rồi. Con size quên nữa, hồi nãy em lên live mà em sơ ý, em quên báo với anh em ha. Rồi cái con size small regular này nè. Cái con size small regular này ha. Thì anh em mình nên lưu ý nha. Ở dưới mép của con này nè, sợi quá. Dưới mép con này nó hơi bị tư nhẹ ha. Đây nè, nó hơi bị tư nhẹ ở phần này thôi ha. Còn lại là con áo rất là ok ha. Đấy. Nên là em mới bán mức giá là 5 triệu ha. Anh em nào mà không ngại về cái vấn đề ở ngay phần mép lót á thì nhấc máy alo cho em Kiên con small regular này ha. Rồi tổng thể con này tương đối nó khá là ok ha. Giờ đây. Con này là size medium short đời năm 60, đời năm 82 ha, 1982. Đây. Đây nè. Em không biết anh em mình thấy rõ không ta. Ở phần phía tay bên phải ha, phía tay bên phải này nè. Cũng tương đối nó khá là dày, dùm chất vải sẽ nghe tương đối khá là dày ha. Thì nó hơi bị dơ nhẹ ở ngay cái phần này.
phần này nè ha, nó hơi bị dơ nhẹ. Khi mà anh em ở ngoài anh em mình khó thấy lắm ha, anh em về anh em mình chịu khó giặt giúp giùm em xuống một nước là cho nó trôi đi cái chất dơ này ha, và anh em mình mặc là nó đẹp liền à. Chứ bây giờ nhìn ở ngoài nó cũng tương đối nó khá là khó thấy luôn á, tại vì nó chỉ là một cái chất dơ thôi ha. Rồi con này tất cả con áo đồ ok hết ha, một quần son ô liu rất đẹp, khóa đồng anh em mình nhờ. Thứ nhất là cái tầm tiền nó cũng gọi là hợp lý, và cái size nó cũng tương đối khá là đẹp ha. Anh em nào một thuộc dạng đầm người thấp người á, mặc cực kỳ đẹp trên kiên con này ha. Con này kiên bán với mức giá là 3.500.000 thôi ha, không lỗi lầm không thùng rách ha. 3.500.000 anh em nào quan tâm nhấc máy alo cho em kiên. Con size medium short được sản xuất năm 1982 ha. Con này được sở hữu một cái dàn tem zin nữa nè, một cái dàn tem zin mà nó đậm ha, nó không có bị quá nổi, nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi anh em nào quan tâm có thể nhấc máy alo cho em kiên được sở hữu cái con này ha. Con này không ở lọc, không thùng rách gì hết ha, không bị dơ. Rồi anh em nào quan tâm có thể nhấc máy alo cho em kiên ha. Rồi ở bên tay phía này nè anh em nên lưu ý nha, nó hơi bị dơ nhẹ, anh em này về anh em chịu khó giặt giúp giùm em ha. Rồi 3.500.000 anh em nào quan tâm nhấc máy alo cho em kiên để được sở hữu con áo mà 65 size medium short này ha. Rồi hẹn anh em like, chắc like không biết khi nào, không biết mai rảnh có like không nữa, nhưng mà để cố gắng thôi ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, mong sẽ được gặp anh em trong những video clip tiếp theo ha. Rồi thân chào anh em ạ.